Thưa ông thì xin ông cho biết họ tên và cái số lợn trang trại nhà mình đang nuôi. Tôi là Nguyễn Văn Dậu, đội 1, Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam. Thì hiện giờ nhà mình đang nuôi mấy trăm con lợn? Nhà mình nói chung chăn nuôi cái lúc cao điểm thì được 150, nhưng hiện tại bây giờ là khoảng 100, 60 lái. Thì thưa chú thì cái tình hình dịch tả lợn châu Phi từ lúc mà bùng phát đến giờ thì đã gây cho gia đình mình và những cái hộ nuôi lợn ở đây những cái khó khăn cụ thể như nào thì nói không biết. Chung là cái dịch tả châu Phi này là nói chung trên báo đài như các thứ cho biết, còn khu vực hiện tại nhà với xung quanh là chưa có hiện tượng gì. Thế nhưng mà về cái cách phòng bệnh không biết các thứ là chúng tôi cũng theo đài báo với các thứ các cán bộ thú y rất là chỉ cần cho biết. Thì coi như cũng làm theo khử trùng 2-3 ngày một lần thì rất vui bột. Thương thì cái giá lợn ở hiện tại sau khi mà dịch bùng phát so với cái giá lợn ngày trước ấy, thì là nó cụ thể nó như nào? Cái giá cả như trước đấy là như mình bán đấy là được 45-46. Thế nhưng mà bây giờ thì nó rớt giá lắm. Bây giờ nó chỉ còn được khoảng 37-38 thôi. Tức là 37-38 nghìn đồng một kg. Đấy, 37-38 nghìn đồng một kg là thịt đấy. Thì cái giá 37-38 nghìn đồng một kg lợn thịt thì bây giờ nó có đủ bù đắp với cái chi phí mình bỏ ra không? Không đủ được. Lỗ. Ví dụ bây giờ nó khoảng cái tầm 40 be thì mình mới là báo hòa không công. Thế nhưng mà bây giờ nó chỉ có 37-38 thì mỗi một cân hơi là lỗ được khoảng cái tầm 6-7 nghìn. Ví dụ có lợn một tạ lỗ được khoảng 6-7-800 gì đấy. Thế còn công cán thì mình làm sản xuất ra thì thôi thì tính toán thì không công. Nói tóm lại là không công. Thường thì cái từ năm 2016 đến nay thì có những cái đợt như là xuống giá rồi là lở mồm long móng rồi tai xanh các thứ thì đến bây giờ lại tả lợn châu Phi thì những cái khó khăn liên tiếp như thế thì có gây cho gia đình mình những cái ảnh hưởng như thế nào không? Nói chung là từ cái năm 2016 cho đến 2017 là cái giá thị trường nó lợn nó tụt sâu quá. Thì cái năm ấy là nhà mình là cũng lỗ được khoảng cái tầm 600-700 triệu. 600-700 triệu đấy. Thế còn thì từ cái đợt năm ngoái đầu năm thì khôi phục lại thì cũng thu được một tí không đáng kể. Thế giờ bắt đầu cuối năm vừa qua lại dính ngay cái trận nông bóng. Nông bóng thì nhà mình khống chế được. Thế nhưng mà đến bây giờ khống chế được thì có một ít là to bán rồi. Thế còn ít là bé giờ lại đang cái dịch tả châu Phi này. Tiếp tục để coi như là khống chế khử trùng với các thứ xem là có tránh được hay không. Cái này cũng chưa thể biết được. Vâng, thưa ông thì ông có thể cho biết là với cái giá hỗ trợ của nhà nước hiện tại là 38.000 đồng một kg với một con lợn bị tiêu hủy ấy, thì cái giá này liệu đã đủ bù đắp cho người nông dân chưa và ông có đề xuất cụ thể gì không? Nói chung là cái giá bù đắp thì cũng báo cáo là ví dụ như chúng tôi mua con lợn giống như hiện tại đây này, đang lấy đây này, nó khoảng cái tầm 90.000 của một cân. Đấy, tức là có lợn 20 cân mua lúc giờ nó có 20 cân thôi thì mình mất 1.800.000. Tức là giá lợn 90 đấy. Thế nhưng mà bây giờ tôi nó không may nó dịch bệnh gì trước nó về này mà cái sự hỗ trợ của nhà nước. Nói chung thì đòi hỏi thì cũng không dám đòi hỏi. Thế nhưng mà thôi cái hỗ trợ cho bà con để nó đỡ thua thiệt. Chứ còn thì giờ nói đến 38.000 thì cái, ví dụ như cái lợn to thì là được. Thế nhưng mà cái lợn choi choai cái bé này thì nói chung là tôi chỉ đỡ được một phần. Thế nhưng cũng là cái rất là tốt. Dạ, xin cảm ơn ông ạ.